Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở thung lũng nha mọi người. Cái đậu xanh trên điện làm cái gì vậy hả em ơi? Đứng lại đi em, đừng có chạy nữa em ơi. Ủa ơi, chạy nhanh nhỉ. Nhưng mà cuối cùng thì bạn cũng đã bị đai rồi nha. Thế nên công nhận là nghèo vãi trưởng, có mỗi cho mình được cái ba lô level 2. Nào, ngon. Thế là hiện tại thì mình đã có được AK và một khẩu súng sẽ là M1014. Ở công nhận là ngày hôm nay ở thung lũng có vẻ như là hơi bị nhộn nhịp mọi người nhỉ. Thấy các bạn ấy đang mà nhau rất là căng ở đây. Nào, chúng ta hãy cùng đón chờ thanh niên tiếp theo xem là bạn ấy đang ở chỗ nào. Ông ngắm nhiệt quá ngon. Ông ngắm nhiệt thì bắn nó cũng tạm được, cơ bản là vì tiêu cự của nó thì giống với ông ngắm 4X. Ở trên này thì sao nha em? Trên này, uầy, đậu xanh, có trang bị gì đâu. Cái chỗ này là đã bị loot rồi nha em ạ. Đây, UMP, ok. Và thêm từng thứ nữa. Mình sẽ lấy tạm cái dao. Ơ kìa, ở ngoài các bạn ấy đang bắn nhau hả? Đậu xanh. À đây rồi. Thì ra là ở hướng này à? Úi dồi ôi. Thanh niên. Úi dồi, thanh niên. Đây, loot đồ nhanh thôi mọi người. Ngon. Ông ngắm 1X thì mình sẽ trang bị vào AK luôn. Ơ mà cái hòm sắt này thì có cả pha mát nữa cả. Ok, lựa luôn pha mát. Rồi, tiếp tục chiến đấu thôi nha em. Mình sẽ cố gắng tìm xem là ở thung lũng còn thằng nào nữa không. Chắc là hết người rồi nhưng mà cứ tranh thủ lượn lờ nhỉ anh em. Ơ kìa, thằng nào? Thằng nào ở ngay góc kia vậy hả? Úi dồi ôi em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Làm cái gì vậy hả em? Làm cái gì vậy hả em? Từ từ. Nó đang ở ngay phía sau tảng đá hướng 75 độ. Rồi yên tâm. Anh em yên tâm, mình sẽ chạy qua ngay để cho nó luôn. Ôi, dựng cả tầng băng nữa cả. Thanh niên, nguy hiểm của Nam là đây chứ còn đâu nữa. Nào. À, chạy xuống dưới cả. Ôi, cái đậu xanh, úi dồi ôi. Thanh niên, ngáo chó hả. Chạy xuống bị tôi sấy cho SML. Ơ nhưng mà đáng lẽ là phải chạy lên chứ anh em. Chạy xuống, nó là một cái góc bắn rất là dễ để cho mình có thể hạ gục từ bạn này. Ok, mình đã có được súng tiểu liên MP40. Và hiện tại thì cái combo súng mình đang sử dụng sẽ là FAMAS cộng với MP40. Hello, ngoài này thì còn ai nữa không nhỉ? Ngoài này chắc là vắng thôi, không thấy ai đâu. Nào để coi. Hiện tại thì vẫn đang còn tận 26 thanh niên nữa ở trong kệ ván đấu này. Và đây chúng ta có thể thấy được rằng là có một chiếc xe màu xanh dương hai chỗ. Lên luôn sao phải ngại. Nào, chạy đi đâu đây anh em? Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên chạy lên phía cổng trời. Cơ bản là vì cổng trời nó là một nơi nhiều trang bị ngon hơn so với phía dưới sẽ là làng thông. Nên là một điều tất nhiên là cổng trời nó sẽ nhiều thanh niên hơn rồi nha em. Đây, chạy thẳng lên trên luôn. Sao phải ngại nhỉ các ông. Trên này thì mình chưa phát hiện ra là có một cái điều gì bất thường cả. Chưa thấy ai cả. Mọi thứ vẫn đang rất là yên tĩnh luôn nha anh em. Đây, mình sẽ chạy thẳng xuống phía dưới luôn. Phía dưới này thì nó sẽ là hướng xuống khu dân cư. Ok, chúng ta sẽ xuống khu dân cư luôn. Uầy, công nhận là các bạn ấy hạ gục nhau nhanh thật. Nào, xuống tận dưới khu dân cư rồi. Nhưng mà không có ai. Đi qua xưởng cơ khí của nào. Uầy, cũng chẳng thấy thằng nào luôn mọi người ạ. Lối này thì sao nhỉ cả ông? Ơ kìa. À phía trên. Phía trên quảng trường có người. Ok. Thôi kệ. Dựng xe luôn ở đây. Lên trên luôn, xử lý cho nó luôn. Nào, chuẩn bị có mạng rồi nha anh em. Ok, để coi. À kia hả? Úi dồi ôi. Vỡ đầu không em? Mũ 3 cơ ạ. Hẳn là mũ 3 thì cũng vỡ đầu luôn nha. Thanh niên cơ bản là đứng yên lút đồ nên là mình headshot rất là dễ. Rồi ok. Rất là nhiều những cái trang bị ngon. Ơ nhưng mà mình vừa đổi lộn sang khẩu súng M60. Thế nên là mình lại vừa đổi lại sang khẩu MP40. Một súng trường, một súng tiểu liên sẽ là một cái combo vô cùng là hoàn hảo.
Ngoài ra thì anh em có thể kết hợp như là một súng trường cộng với một súng shotgun, hoặc là một súng trường cộng với một súng bắn tỉa thì cũng rất là ổn nhá. Đó là những cái mẫu combo mà anh em nên kết hợp với nhau thôi. Đây, có thêm tí máu này nhưng mà mình full ba lô mất tiêu rồi. Full 97% rồi nha em ạ. Dưới này thì sao anh em? Còn lại 16 người nữa hả? Ok, tìm thử coi nào. Tôi đang cố gắng tìm kiếm xem là quảng trường còn ai nữa hay không. Kiểu này chắc là không có ai đâu. Rất là vắng mọi người ạ. Vắng như này thì làm gì mà có ai được. Thôi kệ, lúc nãy chạy xe thì bây giờ chúng ta sẽ chạy bộ vậy. Chạy bộ để có thể là vào cái phòng bo điện tiếp theo. Anh em có thể thấy là hiện tại thì bo nó đang thu lại rồi, nên là anh em vào bo trước sẽ có một cái lợi thế tốt hơn, như kiểu là để canh những cái thanh niên chạy bo ở ngoài. Lên trên này thôi nha mọi người. Trên này có tận 2 thính cơ à? Mình thì lại không quan tâm đến thính cho lắm. Cơ bản là vì trận này thì mình sẽ dùng cái combo Famas cộng với MP40. Lên trên cái nhỉ, trên này có cả UAV. Xem là trong UAV có ai hay không. Đậu xanh, không biết là có ai không nhỉ. Tôi nghĩ là có thính thì có lẽ là sẽ có người trong UAV mà thôi. Đấy, kìa kìa. Thật nào, chạy xe vậy. Đây đây. Úi dồi ôi, thì ra là chú em này chạy xe hả. Lên luôn. Anh cứ tưởng ai chạy xe cơ, thì ra là chú chạy xe hả. Rồi, mình sẽ lên cái con xe Motorchuck ở ngay đây luôn. Ok thanh niên. Úi dồi ôi, có hai đứa đang xích nhau cả. Ngộ không đến để dẹp loạn luôn. Đậu xanh. Úi dồi ôi, quần máu này. Còn một thằng ở đây nữa. Cái đậu xanh ok, rất là dễ. Cơ bản là vì thấy hai đứa đang xích nhau, mình chạy vào góc vui tí thôi. Nhưng mà lại clear luôn cả hai đứa. Chưa buồn nhá. Ok, trang bị thừa thì mình sẽ vứt đi mà thôi. Giảm thanh thì trang bị luôn vào format. Và không biết là thính này sẽ là thính gì vậy. Uầy, M249 thôi nha em ơi. Nếu mà có Goza thì mình còn xem xét mình chơi, chứ còn là M249 thì mình không có thích, thế nên là mình không chơi. Lên xe luôn thôi anh em. Bây giờ là chỉ còn lại có 10 đứa nữa thôi. Ngon, nói chung là có xe hai chỗ mà sinh dương này chạy nó nhanh. Với lại thì xe này khá là khó sấy, chứ còn là mình thấy là Free Fire toàn là mấy con xe mà dễ sấy thôi. Ơ kìa, có người. Uầy, có người ở ngay đây à. Ok ok. Ơ kìa, bạn ơi. Hello bạn ơi. Đây, mình sẽ dựng tường băng cho bạn nha. Úi dồi ôi thiên nhiên. Dựng tường băng phòng thủ hả bạn. Đây nhá, cho một cái lựu vào trong này, thôi xong. Xong đời thiên nhiên. Ok, rất là easy. Mình đang tính là dựng tường băng chặn bạn này thôi, nhưng mà bạn ấy lại còn giúp mình dựng thêm tường băng nữa. Đậu xanh không hiểu sao chơi gì mà ngáo vậy. Thế là cái lúc mà mình đáp lựu đạn vào trong là bạn ấy không nhảy ra ngoài được. Có đường đâu mà nhảy ra ngoài. Phải công nhận là thanh niên đó chơi khá là funny. Ok, lên trên này xíu. Ok ok. Ở ngay phía trước này có người luôn. Uầy, đây à. Thanh niên áo đỏ chứng tỏ cáp em. Cái đậu xanh. Áo đỏ em ơi, áo đỏ em ơi. Đây, nút đồ như này có lẽ là sẽ ổn. Ok. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy đi đâu đây anh em. Thôi kệ đi, cứ chạy đã đi. Chạy nơi đâu có người cũng được. À, trước hết là ăn cái bộ sửa chữa giáp này đã. Chúng ta sẽ có được một cái giáp 4.5. Ok, quá ngon. Rồi chạy theo cái hướng dưới này.
Uầy, thung lũng này có thính hả? Ok, phi thẳng xuống luôn. À thế rồi nhá, chỗ này có người. Chỗ này có người, uầy, có chảo hả em? Úi dồi ôi, nó có chảo nên là hơi bị khó bắn một xíu. Ok, thính này cũng là 249 cái đậu xanh. Sao mà thính 249 nhiều vậy? Ơ mình nhấn lộn. Mình nhấn lộn vào cái nút bụi cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phi xe lên trên này. Uầy, đậu xanh. Thanh niên, anh sẽ chơi với chú luôn. Cái đậu xanh em ơi, đứng lại em ơi, đừng có chạy. Ok, nhảy lên trên tảng đá, móc nó. Uầy, thanh niên, chưa buồn nhá. Ở đây, đấy, mình vừa đổ được ra cái chảo để che mông. Chảo hiện tại thì nó là một cái vũ khí cận chiến mà đỡ đạn tốt nhất hiện tại trong game Free Fire. Còn 5 người nữa cả. Đông vui phết nhỉ anh em. Ở đây, úi dồi ôi, bụi cỏ đi xe máy cơ. Uầy, ok, thích đi xe máy vậy hả? Đây tôi sẽ đuổi theo ông luôn. Uầy, úi dồi ôi, em ơi, chạy đâu vậy hả em? Từ từ, anh ở ngay đây, anh sẽ chạy lên trên để chơi với chú luôn. Úi dồi ôi, bụi cỏ. Thanh niên, cái đầu xanh. Hôm nay thanh niên lại thích tỏa sáng hả? Đã đi xe máy đỏ chót thế lại còn mặc thêm cái bộ đồ bụi cỏ nữa, nên là mình rất là dễ nhận biết ra cái thinh này. Ok, trước hết là chúng ta sẽ phải quấn đầy máu cái đã. Rồi ngon. Như này là chuẩn bị đầy 200 máu. Ơ kìa, phía dưới có người hả? Lên xe chạy xuống chân nó luôn. Ok, đây từ từ. Từ từ rồi là mình sẽ phi xe xuống nha. Uầy, cơ bản là vì chỗ này nó hơi bị mắc kẹt một tí. Ơ kìa, phía sau có người. Đậu xanh thằng nào vậy? Thằng nào ở phía sau tôi vậy hả? Căng à nha anh em. Ơ, không biết là nó đang ở gốc cây nào. Úi dồi ôi, mệt mỏi quá cơ. Bắn đại cái nhỉ. Mà thôi kệ đi, lên xe để xử lý cái thằng ở dưới cái đã. Chúng ta sẽ xử lý cái thằng ở trên sau vậy. Đây, phi thẳng xe xuống thính luôn. Xuống xe. Uầy đậu xanh, gì vậy? Một thanh niên đang rút thính hả? Úi dồi ôi em ơi, làm cái gì vậy hả em? Đừng có chạy nhá, đừng có chạy nhá. Ơ mà phía trên đồi đây còn người nữa. Căng vậy, cả trên đồi cũng có người luôn. Uầy, hiện tại thì đạn súng tiểu liên mình chỉ còn lại có 14 viên, quá là ít luôn. Từ từ. À kia hả? Anh cứ tưởng là chú đang ở đâu cơ. Ở ngay chỗ này thì dễ chiến. Rồi, thế nhiên, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy hả? Ok, thế là đã xong. Vâng, như vậy là bo đã thu lại rất là nhanh. Và mình thì phải quần máu cái đã. Còn lại có một người chơi nữa trong trận đấu này mà thôi. Cố gắng kiếm top 1 mọi người ơi. Ơ kìa, thấy rồi nha, nhưng mà mình sẽ chạy qua để lượm thêm đạn tiểu liên cái đã. Uầy, đậu xanh. Xấy luôn. Uầy, nó có chảo. Bắn toàn auto vừa chảo, chán thật. Ok, mình đã có thêm được 60 viên đạn tiểu liên. Từ từ, xe của mình ở ngay đây cơ mà. Uầy, bo đốt máu thấm thế. Ơ kìa, thằng kia nó lại còn xấy nổ xe mình nữa. Úi dồi ôi, căng quá bạn ơi. Ơ kìa, nhanh nhanh, dựng tường băng. Uầy, hay là mình vẫn chưa chết mọi người ạ. Mình đã nhanh chóng để dựng tường băng. Đây, bây giờ là quần máu thôi nha mọi người. Ây, sắp đầy 200 máu rồi. À, thằng kia nó chạy hả? Em ơi, đừng có chạy nha em ơi. Úi dồi ôi, đừng có chạy nha. Ơ kìa, chạy hả em? À, nó chuyển qua cái gốc cây đó. Xây luôn, sao phải ngại. Xây luôn, xây luôn nha. Uầy, cần nhân dụng gấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.